Với sự chăm sóc của bố mẹ, các bé từ 18 tháng đến 2 tuổi có thể phát triển tốt nhất về mặt thể chất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục trẻ em, độ tuổi này bé cần đến trường để học hỏi những nguyên tắc giao tiếp, phát triển trí tuệ, tư duy sáng tạo và khả năng vận động thể chất. Nhưng hầu hết nỗi lo lắng của bố mẹ lại là: con có an toàn tại trường không? Con có được sử dụng thực phẩm an toàn không? Có được chăm sóc dạy dỗ tốt nhất không? Và còn hàng trăm hàng ngàn câu hỏi khác. Bắt nguồn từ mơ ước cho chính con trai của mình được học trong một môi trường hiện đại, luôn luôn tôn trọng và yêu thương trẻ vô điều kiện, trường mầm non Smart Kids bé thông minh đã ra đời. Tiền thân là nhóm trẻ Smart Kids bé thông minh được thành lập từ mùng 6 tháng 6 năm 2014 tại một ngôi nhà nhỏ nhắn 3 tầng với tổng diện tích chỉ 500m2. Hai lớp học và 20 bé học sinh đáng yêu với 8 cán bộ giáo viên trẻ tuổi đầy lòng nhiệt huyết và tình thương con trẻ. Trải qua 2 năm, hiện nay nhà trường có tổng diện tích đến 3.200m2, 10 phòng học với trang thiết bị hiện đại, máy chiếu, bảng tương tác, đồ dùng học tập, đồ chơi thông minh và hơn 200 trẻ, 35 cán bộ giáo viên, nhân viên trẻ tuổi nhiệt tình, năng động, sáng tạo và phẩm chất đạo đức chuẩn mực. 100% đạt chuẩn chuyên ngành mầm non. Đặc biệt, 80% giáo viên có bằng đại học chuyên ngành và 6 đảng viên. Nhà trường có nhà bóng, đồ chơi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt tiêu chuẩn an toàn. Trong thời gian tới, nhà trường mở rộng quy mô với sân bóng mini, hồ bơi mini và khu vui chơi các ngoài trời. Tại trường mầm non Smart Kids bé thông minh, chất lượng học luôn là điều mà chúng tôi hướng đến. Chương trình học theo chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam kết hợp với phương pháp giáo dục Montessori và giáo cụ thông minh của Mỹ giúp trẻ phát triển toàn diện theo các lĩnh vực thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm, kỹ năng xã hội. Một trong số rất ít trường có chương trình tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, bản tương tác, phần mềm học tiếng Anh bản quyền từ Mỹ giúp trẻ hình thành các vùng ngôn ngữ đa dạng trên vỏ não, phát triển mạnh mẽ và hài hòa cả hai bán cầu não. Ngoài ra, các môn năng khiếu như múa, vẽ, thanh nhạc, khiêu vũ được giáo viên có chuyên môn đào tạo bài bản giúp trẻ tự tin, năng động, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tạo tiền đề vững chắc giúp trẻ thành công và hạnh phúc. Các lớp học đều được trang trí và được bố trí sắp xếp khoa học, thẩm mỹ, vệ sinh môi trường sạch sẽ, không khí trong lành, cùng với chương trình hành trang và lớp 1 giúp trẻ 5 tuổi độc lập, tự tin khi tốt nghiệp mầm non và bước vào trường tiểu học. Thực đơn phong phú đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng. Bếp ăn với trang thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn 5 sao, đảm bảo quy trình bếp ăn một chiều, máy sấy bát, tủ nấu cơm, máy rửa bát nhập khẩu từ Đức. Đầu bếp được đào tạo bài bản, nhà trường sử dụng thực phẩm tươi sạch, nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định trực tiếp của trạm quản lý nông lâm thủy sản thành phố. Tại trường mầm non Smart Kids bé thông minh, chúng tôi hiểu rằng sự phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần chính là điều tốt nhất dành cho các bé. Hàng ngày, trẻ được vận động ngoài trời tại vườn hoa, sân chơi, nhà thể chất ít nhất 1 giờ đồng hồ nhằm phát triển cơ bắp, giúp trẻ tăng cường sức khỏe, nâng cao kỹ năng vận động. Chương trình ngoại khóa phong phú và đa dạng xuyên suốt trong năm học cho phép trẻ trải nghiệm nhiều nghề nghiệp. Bé sẽ được hóa thân thành các cô giáo, chú cảnh sát, bác sĩ, cô y tá, chú lính cứu hỏa hay chú phi công. Từ đó, trẻ sẽ được trau dồi kỹ năng biểu diễn sân khấu, cảm thấy độc lập và tự tin hơn. Các bạn nhỏ thường xuyên được tập luyện và biểu diễn tại các sân khấu lớn trong nhiều hoạt động của trường. Smart Kids bé thông minh, trường học duy nhất tại tỉnh có đào tạo giáo dục sớm Montessori của Mỹ, trường có giáo viên nước ngoài dạy trẻ hàng ngày. Trường học duy nhất trẻ từ 4 tuổi trở lên được học toàn trí tuệ, trang bị hệ thống camera chất lượng HD hiện đại, hoạt động 24/24. Hệ thống camera có thể xem được trên tất cả các thiết bị, máy tính, điện thoại, máy tính bảng. Trường mầm non Smart Kids bé thông minh, ươm mầm tài năng.